Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã tổ chức họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị. Tính đến ngày 6 tháng 4, Hưng Yên có một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Toàn tỉnh đang thực hiện cách ly trên 1.000 trường hợp, trong đó cách ly tại cơ sở y tế 96 trường hợp, cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung cấp huyện 179 người, cách ly tại nhà và nơi cư trú 826 trường hợp. Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt. Cấp gia đình đã ký cam kết chấp hành nghiêm quy định và tham gia phòng chống dịch. Công tác kiểm tra, giám sát dịch bệnh được tăng cường. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh: Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, qua đài truyền hình xin trân trọng cảm ơn nhân dân trong tỉnh, hệ thống chính trị của trong tỉnh, trong thời gian vừa qua các cộng đồng doanh nghiệp của chúng ta, những người con của quê hương đã quan tâm một cách là thiết thực, hiệu quả cho công tác phòng chống dịch. Thì thời gian tới thì tôi đề nghị các đồng chí mấy vấn đề thế này: tiếp tục quyết liệt thực hiện tốt các văn bản của trung ương, của tỉnh, của huyện, đặc biệt là cái cách ly xã hội và giãn cách xã hội theo cái 51. Đề nghị ban chỉ đạo của tỉnh, của huyện, của xã là phải trực 24/24 để làm sao chỉ đạo thông tin báo cáo kịp thời. Đề nghị ngành y tế trên cơ sở tình hình hiện nay và của Bộ Y tế, của Ban Chỉ đạo Trung ương rà soát lại kế hoạch phòng chống dịch của tỉnh mình ở các cấp độ khác nhau đã phê duyệt rồi, xây dựng nhanh 30 giường bệnh chữa người bị nhiễm COVID và 700 giường bệnh cách ly y tế, và tập trung tiếp tục khoanh vùng dập dịch và hạn chế lây lan ở thôn Chí Trung. Tôi đề nghị chúng ta là đặc biệt quan tâm đến cách ly xã hội, giãn cách y tế, tăng cường đi thanh tra kiểm tra công tác chấp hành các quy định của trung ương, của tỉnh về phòng chống dịch. Đặc biệt đợt này trọng tâm là về các doanh nghiệp và các nơi đông người, phải rà soát lại quy trình tiếp nhận bệnh nhân, thực hiện giãn cách xã hội trong bệnh viện. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các địa phương tiếp tục phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Trong đó vận động cán bộ, công chức, người lao động ủng hộ ít nhất một ngày lương, chung tay cùng các cấp, các ngành trong tỉnh tăng thêm nguồn lực để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác phòng chống dịch bệnh.